Cô tìm gì vậy không anh? Tiểu Trịnh, tôi không nhìn thấy quyển sổ của mình đâu nữa. Tất cả từ chuẩn bị, cả phân tích trận đấu đều ở trong đó. Đồ quan trọng như vậy mà cô cũng làm mất sao? Tôi vừa bước ra ngoài một lát. Tôi nhớ tôi để trên bàn mà. Xem cô đắc ý thế nào. Kiều Hinh, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Cô ở đây làm gì? Thầy Lạc, tôi không làm gì cả, đi dứt xác thôi. Tôi lên chuẩn bị trước đây. Tiểu Trịnh, trận đấu sắp bắt đầu rồi, anh không nên ở đài phân tích chuẩn bị sao? Tôi đi ngay đây. Tôi đi ngay đây. Có chuyện gì vậy? Tìm gì vậy? Không có gì, không có gì. Bà cặp của A Sáng đột nhiên không khỏe, nhất thời không tìm được người thay thế, nên lát nữa bên đài bình luận chúng ta phải phối hợp với bên A Sáng, phối hợp MC trực tiếp. Đúng vậy, trường quay thường xảy ra những tình huống đột phát này mà. Có được không sao, lát nữa cô cứ đi theo tiết tấu của tôi là được. Đây là kịch bản MC, cô xem đi. Được. Anh Kỳ, không sao chứ? Uống nước đi. Anh Kỳ à, sao uống nhiều như vậy? Làm sao bây giờ? Chị Văn thấy hết rồi. Cụ thể thế nào cũng không rõ lắm, nhưng chuyện anh với Kiều Hinh chắc giám đốc Lý cũng biết rồi. Em thấy chị Văn chắc sẽ không làm ảnh hưởng cuộc thi đâu. Đương nhiên là không rồi. Anh quan trọng với chiến đội như vậy, sao có thể ảnh hưởng cuộc thi chứ? Cũng đúng. VNC bây giờ căn bản không thể thiếu tôi. Trận đấu sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi đâu? Kỳ Diệt đâu? Đi vệ sinh rồi. Chị Văn, sư phụ. Thi cho tốt. Yên tâm đi, giao cho tôi. Trận đấu hôm nay các cậu phải có trạng thái tốt nhất. Tôi tin các cậu. Yên tâm đi chị Văn. Thi đấu bình thường chúng ta cũng gặp Bắc Cực Tinh, mọi người đều biết phải làm gì. Vậy thì tốt. Mọi người cố lên. Quan ngay các sân Wonder đến giải đấu mùa thu 2018. Hiện trường cuộc thi cuối mùa, tôi là người bạn cũ mà mọi người quen thuộc. Lạc Thi, hello mọi người, tôi là người bạn mới Khâu Anh. Trải qua 2 tháng chiến đấu, 4 chiến đội mạnh nhất đều đã được vào vòng trong, đã tiến vào cuộc thi cuối mùa. Chúng ta sẽ thi đấu theo chế độ thua 2 lần, liên tiếp thua 2 trận sẽ bị loại. Hôm nay là trận thi đấu đầu tiên cuộc thi cuối mùa của Ironware 2018. Trong cuộc thi thường lệ, đội quân tinh nhuệ VNC tạo ra kỷ lục thắng liên tiếp 11 trận và Neo Blackhawk Bắc Cực Tinh quyết chiến. Di Nhã, chị Văn, sao hôm nay cô lại đến đây? Em đến cổ vũ hướng không? Cảm ơn sự cổ vũ của cô. Di Nhã lại có thể đến xem trực tiếp ca sĩ đổi tiếng Di Nhã của chúng ta. Ngại quá, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đừng chụp nữa. Đây là thời gian cá nhân của nghệ sĩ. Cảm ơn mọi người. Mọi người có thể ngồi xuống trước không? Cổ vũ cho cuộc thi. Mời mọi người ngồi xem được không? Khâu Anh lần đầu tiên bình luận đã may mắn như vậy.
Xem ra công an của chúng ta đã bị sự nhiệt tình của hiện trường gây chấn động rồi. Đây đúng là bất ngờ của cuộc thi cuối mùa. A Sáng, bất ngờ như vậy, giao cho anh phỏng vấn đó. Ngôi sao lớn sao cũng đến góp náo nhiệt vậy? Quan kênh ca sĩ nổi tiếng Di Nhã. Quan kênh cô. Thì sao hôm nay tôi đến với thân phận một khán giả bình thường để cảm nhận không khí trực tiếp của cuộc thi. Không ngờ mọi người lại nhiệt tình như vậy. Vậy hôm nay cô đã đến đây, tôi cũng không bỏ qua cơ hội này. Cô phải bắt quái một chút. Cô ủng hộ chiến đội nào hơn? Tôi là fan của VNC. Tôi nghe nói trong thi đấu bình thường họ đã lập ra kỳ tích liên tiếp thắng 11 trận. Tôi rất yêu thích những chiến đội có ý chí và sức mạnh như vậy. Trong VNG cô thích ai nhất? Đội trưởng VNG Quý Hứa Không. Không ngờ Di Nhã cũng là fan của VNG, đồng thời cũng là fan của Quý Hứa Không. Cô sao vậy, không khỏe sao? Xin lỗi thầy Lạc, ban nãy tôi hơi mất tập trung. Trận đấu sắp bắt đầu rồi, điều chỉnh lại trạng thái đi. Thả lỏng, đừng căng thẳng quá. Cảm ơn. Mời hai chiếc đội vào sân. Hoan nghênh mọi người. Mời hai chiếc đội vào chỗ. Theo điểm tích lũy của cuộc thi, Bắc Cực Tinh xếp thứ tư. Hơn nữa, trong cuộc thi thường lệ, đội ngũ hai đội đã từng giao hữu với nhau một lần. VNG chiến thắng với tỷ số 2-0. Quả thực, tiến vào vòng đấu sau là một khởi đầu mới đối với bốn chiến đội mà nói. Mỗi trận đấu đều là cuộc chiến sinh tử. Tôi tin hôm nay Bắc Cực Tinh sẽ không dễ dàng nhận thua. Các khán giả thân mến, đừng keo kiệt sự nhiệt tình của các bạn. Hô to trượng uy cho đội bạn ủng hộ nào. Hứa Không cố lên. Tôi vào rồi, đi theo, lên lên, tập hợp lửa đi. Cậu Phem đi, tôi đến bảo vệ cậu. Không Phem được. Kỳ gì cậu đánh kêu gì vậy, Phem cả ngày cũng không được, lo cho cậu đi. Xin lỗi, là do tôi. Trận này Kỳ Diệt thảm quá, đã bị đuổi đến khu ngoài Phem rồi. Dường như Bắc Ngực Tinh không muốn bỏ qua cho anh ấy. Hai support đã ra khu ngoài rồi, hai support có 6, ở đó làm gì chứ? Sao không đi game đi? Bây giờ đừng vội. Tôi bị bắt rồi, chi diện. Kỳ diện bị bắt rồi. Bị hai anh tướng đối diện bắt rồi, kỳ diện bị lấy lại tích tấu đi. Quả thực bây giờ có ấy bị khắc chế gắt gao, không thể nào phem được. Thật ra bình thường trong 10 phút thời điểm này đều là đi gen của tổ hợp song quyền của kỳ diện. Nhưng rất rõ ràng trận này kỳ diện là đối tượng bị nhập vào. 8 phút vẫn chưa lên được cấp 6, số liệu bây giờ rất không tốt. Theo số liệu trước đây, thực ra kỳ diện thời gian mình mua lên đến cấp 6 là 7 phút. 6 đến 7 phút, thời gian đi gan của tổ hợp song quyền khoảng 10 phút. Chắc là sẽ farm được tỷ lệ chiến đấu đoàn đội 75% cao hơn tỷ lệ chiến đấu của Bắc Cực Tinh 75%. Nhưng mà so với 93% tỷ lệ chiến đấu đội của tổ hợp song quyền vẫn có những khoảng cách nhất định. Nhưng mà trận này tỷ lệ chiến đấu của tổ hợp song quyền sẽ giảm sút. Theo dữ FID của Bắc Cực Tinh, tài nguyên mỗi phút là 484 đã vượt qua kỳ diện. Giống như cậu ấy, tài nguyên mỗi phút nên ở 580, nhưng bây giờ chỉ còn 465. Trong tình trạng kỹ năng trang bị được không đủ, kỳ diện sẽ không thể phát huy được tác dụng. Mới đội cũng sẽ rất khó tiếp. Bắc Cực Tinh đang cố ý đánh tan tổ hợp song nguyệt. Lần đấu đội tiếp theo, VNC sẽ gặp bất lợi lớn.
Bây giờ thế nào rồi? Thấy tôi giỏi nhất nên nhập hết vào tôi đúng chứ? Lần sau gọi cậu đến thì đến mau được không? Không phải sao sao là sao đây? Anh xem trạng thái của kỳ gì? Đối phương cứ một mực nhầm vào cậu ta, đúng không? Lẽ nào cậu ta là lần đầu tiên cậu ta bị nhầm vào sao? Tổ hợp song quyệt vốn chỉ không phải kế lâu dài gì, chỉ cần cậu ta không phạm sai lầm, tổ hợp song quyệt trong trận này nắm ưu thế tuyệt đối. Thưa văn, trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Chỗ này đánh được, tôi khống chế rồi, tôi khống chế rồi. Anh Kỳ em ở dưới anh này. Anh Kỳ, anh chạy chỗ anh đi, anh chạy chỗ anh đi. Chạy về sau, không đánh được. Đi đi đi, lùi về. Đánh với họ đi. Đẩy đi. Cố lên. Tin đã dẫn trước trận đấu này. Tiếp theo đây, VNC có thể giành lại được ưu thế trong trận này hay không? Chúng ta nghỉ ngơi trong vòng 15 phút, mong chờ trận tiếp theo. Giải thích cho tôi, liên tục hai lần nói sai số liệu, số cuộc là chuyện gì vậy? Xin lỗi thầy Lạc, em không ghi rõ. Sổ của cô đâu? Mất rồi. Xin lỗi thầy Lạc, tôi đã không giữ gìn cẩn thận. Ngẩng đầu lên, không có sổ thì cô không bình luận được sao? Không phải, không có số liệu tôi không tự tin. Muốn thành một người bình luận giỏi, quan trọng nhất là phải tùy cơ ứng biến, chứ không phải ỷ lại vào số liệu. Cô không cần quá áp lực. Những phần liên quan đến số liệu đằng sau cứ giao cho tôi. Chúng ta là bạn cặp, sau này lại xảy ra tình trạng này, cô phải nói với tôi đầu tiên.